biết hết á. Dung Nguyễn thì dạ em 39 tuổi, vậy là còn bằng em đi ha. Thì nhỏ tuổi không, thân thang rất là nhiều, nhỏ hơn gần 10 tuổi chứ không chưa tới 10 tuổi ha. Hello Thanh Thủy. Ăn sáng chưa bác? Để em qua đón đi ăn cùng. Chưa Hoàng Hải ơi, sáng giờ chưa ăn uống hết. Hôm qua đi quay đám tới gần 2 giờ mới về ngủ, sáng 4 giờ mấy là đã thức rồi. Chạy đến đưa đám tang xong là chạy qua đây để like. Hôm nay là thẩm định lần thứ hai cho cô chú bác xem. Chưa ăn uống gì hết. Em nhìn anh lớn hơn em mà ok. Dương Nguyễn bây giờ hãy chở bé Bun đi học thôi cô chú anh chị. Bé Bun rất là dễ thương cô chú anh chị. Cô chú anh chị like chia sẻ, cô chú anh chị ơi 153 rồi, chia sẻ lên 200 đi cô chú anh chị. 11 người xem chia sẻ rất nhiều nhiều đến với cô chú anh chị. Bây giờ bé mua chưa nhé. Bây giờ bé mua đi học nhé. Cái tiếng anh nói sẻ, cái tiếng anh nói sẻ như thế nào vậy Dung Nguyễn? Dạ 160 rồi cô chú anh chị. 82 83 like rồi. Dạ bé Bun sẽ cô chú anh chị nào chưa like thì cho Thang một like ha. Cô chú anh chị nào mới đến được like thì chưa có đăng ký thì cho Thang xin một lượt đăng ký cho cô chú anh chị. Hiện tại là phía sau lưng rất là đông của chú anh chị, cũng như là trước màn hình hai bên hông thì cũng khá là đông hơn của chú anh chị. Nhưng Phúc An không có tiện để quay mặt các anh em của chú anh chị. Anh Hải mới chờ cái buôn sáng sớm anh Hải cũng cái tiếng nói nó sẽ sao Dương Nguyễn? Dạ 91 like rồi cô chú chị, like lên 100 cô chú chị ơi. Hiện tại thì có 167 cô chú, 174 cô chú chị đang xem rồi. Chia sẻ đi em ơi. Cô chú anh chị chưa like thì like ha, cô chú anh chị chưa đăng ký thì cho cô Thanh xin một lượt đăng ký ha. Cô chú anh chị một like một lượt đăng ký của chú anh chị nó cũng không có mất tiền, nhưng mà nó có một cái động lực rất là lớn đối với các anh em ở đây là cô chú anh chị. Dạ mẹ con cháu vào gần tới đây nha chị ơi. À, nghe nói là tới 8 giờ. Là tầm 8 giờ đó, thì đầu luật sư đến và anh hai Vũ Linh và chị Ba Bình Tinh và chị Ni sẽ chào, đến nha. Kim Melly Khoan. Thì mẹ con cháu vào sẽ đến chào, chào Khoan nha. Kim Khoan đi cho nó dễ đọc ha, nó không bị lẹo lưỡi của chú chị. 99 like rồi của chú anh chị ơi. Nhân Nguyễn Trọng anh xem hôm nay có thằng thân Trần qua quay có thằng thân Trần qua quay không em ghét thằng đó quá thì hiện tại thì không có ha. Nhân Nguyễn Trọng chị ủng hộ
chị ủng hộ Hồng Loan và em Hồng Ly. Cảm ơn các cô chú anh chị rất là nhiều đã thương yêu các em như là Hồng Loan, Hồng Ly, Linh Lý, Bích Trâm, anh Hai Vũ Lân, chị Ba Bình Tinh. Nói chung là các anh em cũng rất là thương yêu nhau, có cô chú anh chị cũng như quý khán giả thương yêu nữa. Cái đó là một cái điều tuyệt vời của chú anh chị. Dung Nguyễn thì ý em nói anh là nói hiện nói ý em nói anh là nói tiện nó trẻ không, nãy giờ không thấy. Dạ cảm ơn 181 cô chú anh chị đã đến được like rồi, 103 like chị ơi, like mạnh, chia sẻ mạnh cho cô chú anh chị. Kênh của anh Hồng Loan official mới của Phúc Hang cũng 83 cô chú anh chị đang trên đường like rồi. Cô chú anh chị like, chia sẻ, ủng hộ ha cô chú anh chị. Xin chào Hoàng Lê. Đừng quên câu sao kê nhé. Thì câu đó lát là khán giả đến đây xem thế nào, khán giả cũng cũng kêu thôi. Cái bạn tiếng gì không đọc được ta, tên gì ta, anh like đừng cho ông y tế báo, anh like đừng cho ông y tế báo yêu thương vô like nói chuyện, ông nói chuyện mất lịch sự. Dung Nguyễn thì đúng rồi. Dạ cảm ơn 203 của chú chị rồi, của chú chị ơi là được 105 like của chú chị. Của chú chị like chia sẻ mạnh tay lên của chú chị. Anh Tăng tới chưa anh? Chưa thấy Thanh Thủy ơi. Chị bỏ ra chứ không có bỏ vô nha cô chú anh chị. Khẩu hiệu, khẩu hiệu sao kê xe. Xe cao. Sao kê đồng thả hủ nha cả nhà ơi. Đồng thả hủ, đi tới đâu là thả hủ tới đó. Dạ 106 like rồi của chú chị. Like mạnh lên của chú chị. Dạ 107 rồi của chú chị. Anh Thủy thì anh quay một máy thôi để dành pin. Tới chưa thì Phúc Thang đi có chuẩn bị sạc hết rồi Thanh Thủy ơi. Tới hai cục sạc dự phòng luôn mà. Kim Khoan thì chị chào tất cả ủng hộ Hồng Loan và Hồng Ni, Vũ Lân, Bình Tinh và Trâm với Linh Tý, Nguyên Vũ ủng hộ gia đình Hồng Loan. Và cảm ơn chị Kim Khoan. Của em người 305 và 304 rồi. Chào cái này. Chào quá đi. Dạ chào cô chú anh chị trên kênh Phát Tài 66. Cảm ơn cả nhà nha. Cả nhà em đang đi vòng vòng cập nhật tin tức cho cả nhà mình, cô chú anh chị mình xem trên đường like, thông cảm cho em nha. Dạ cơm nước rồi chị ơi, sáng tụi em đi rồi. Dạ cảm ơn 230 cô chú anh chị đang trên đường like của Phát Tài 88 TV, cô chú anh chị và được 113 like của chú anh chị. Cô chú anh chị like chia sẻ ủng hộ cô chú anh chị. Thị Tý Võ thì ủng hộ chủ nhà. Kim Khoan thì chị cảm ơn em bạn. Dạ 256 rồi cô chú anh chị ơi, like chia sẻ lên 300 đi cô chú anh chị. 115 like của chú chị ơi. Sáng giờ sang đến đây là 5 giờ rưỡi nha cả nhà. Thì cả nhà biết đến đây 5 giờ rưỡi là khoảng hơn chục anh em đi chợ đêm nay. Con nên xem kỹ coi có bọn tình cờ nó vào quấy rối không, quấy rối nha. Dạ cảm ơn cô Liên Ai. Dạ 265 rồi của chú anh chị và 123 like của chú anh chị ơi. 265 thì của chú anh chị nào chưa like thì bấm like cho lên like của chú anh chị. Của chú anh chị nào chia sẻ thì chia sẻ, của chú anh chị nào chưa đăng ký thì đăng ký cho Phúc Lan một đăng ký cho của chú anh chị. Bây giờ nói không? Đâu có nhầm nhỏ, họ đâu có nói nhầm được ngày nào. Dạ chưa. Hello, xin chào Tiến Thanh. Thanh chỉ không quan tâm chồng mà quan tâm kênh quá ha. Dạ 284 rồi của chú anh chị, chia sẻ lên 300 của chú anh chị ơi. Dùng khoảng sao không thấy khán giả tới vậy. Còn sớm mà 8 giờ mới làm việc mà Dùng khoảng
Chào kính thưa cô chú anh chị trên live kênh Phan Ngọc Long Official, kênh mới của Phúc Thang nha cô chú anh chị. Tiếng Thanh này biết chủ kênh ốp luôn. Dạ 286 rồi cô chú anh chị ơi, like chia sẻ lên 300 đi cô chú anh chị. Cái gì nhìn anh cười hoài vậy em trai? Hồi nãy á, cho 200 bây giờ kính lên 300 rồi. Mày xin chứ. À, cô Sáu Sài Gòn luôn ủng hộ những anh em YouTube, những anh em YouTube đã và đang yêu thương Hồng Loan nha. Chúc anh em nhiều sức khỏe, hạnh phúc, bình an, nhiều nhiều niềm vui, thành gì nhiều view thành công nha. Dạ cảm ơn cô Sáu Sài Gòn. Bạn GG nó đi nói 9 giờ mới bắt đầu thẩm định anh. Thì 9 giờ thì cái đó là trong cái cuộc mà làm việc ở trong bàn làm việc ha cô chú anh chị, thì 8 giờ là các anh chị đã đến nhà cô chú anh chị. Kim Phan thì chúc tất cả anh chị em tiêu sao kê và chào Úc Tiêu. Kim Phan này cũng biết Úc Tiêu nữa nè. Dạ 294 rồi cô chú anh chị. Dạ 320 rồi cô chú anh chị ơi, chia sẻ mạnh tay cho cô chú anh chị. Dạ chào khán giả tên Phúc Thang 78 em. Phúc Thang 78 TV. Dạ 135 like cô chú anh chị. Ốc Tiêu là em gái chứ không phải em trai nhà em. Biết luôn, tiếng Thanh biết luôn. Dạ 308 của chú anh chị rồi. Like chia sẻ của chú anh chị ơi. Dạ 312 rồi cô chú anh chị. Cô chú anh chị like chia sẻ mạnh tay cho cô chú anh chị. Xin chào Linh Thủy ủng hộ gia đình Hồng Loan, ủng hộ các fan. Các fan ha, các fan Hồng Loan. Việc người ác. Xin chào Đào Nguyễn Thị. Hôm nay Đào Nguyễn Thị hôm nay phải đi lên không có khán giả nhiều. Hôm nay phải đi làm nên không có khán giả nhiều. Dạ đúng rồi. Xin chào Cherry và em dâu. Thấy hơi mờ đó, không rõ lắm anh. Vậy hả? Để Phúc Thang kiểm tra lại đường truyền thôi cô chú anh chị. Hoặc là để lấy nét lại. Mày nãy giờ quên lấy nét màn hình. Thị Thanh Hằng Trần thì đừng làm vậy nữa, hiện đây để chuyện gia đình người ta giải quyết. Ni đến chưa vậy? Chưa Ni chưa đến ha. Nó là tình huống là sao? Bạn gì này là tiếng Hoa. Giang Văn Đỏ thì hello chủ kênh và mọi người. Cherry và em dâu thì lấy nét lại đi anh. Ok, em dâu. Thấy có rõ lại chưa Cherry và em dâu? Và Phương Lê ủng hộ các em. Ôi, có Phương Lê nữa hả? Dạ em xin chào chị Phương Lê nha. Em cũng chúc chị Phương Lê ngày mới an lành, hạnh phúc ha, nhiều công việc thành công hả chị. Khánh Hằng thì hello em trai. Dạ em xin chào Khánh Hằng. Kim Phan thì rõ mà còn sáng lắm đó bạn. Sáng hả? Cherry và em dâu là chưa anh? Cô chú mới vô. Hoài Lê thì rõ mà. Nhiều khi cái cô chú anh chị nào mình vừa mới vô đó, cho nên là like trực tiếp thường thường nó sẽ hơi bị mờ chút xíu. Cô chú anh chị, cô chú anh chị ở trên like một khoảng 5-7 phút gì đó là nó sẽ rõ lại cô chú anh chị. Phương Lê thì chị Phương Lê khác em. Dạ em biết chị, tên trùng tên thôi chị ơi.
Dạ 330 cô chú anh chị, 342 cô chú anh chị đang xem và 152 like cô chú anh chị. À, cô chú anh chị nào chưa like thì like, cô chú anh chị nào chưa đăng ký thì cho một fan xin một lượt đăng ký cô chú anh chị. Khảo sát cái cây dừa đó. Nhậm vào khảo sát cây dừa. Xin chào Nhã Dương, ủng hộ Hồng Loan. Kim Phan thì bấm số 1, bấm số 1 là tức là rõ đó cô chú anh chị. Chú nói đúng, mình để tiêu điều. Dạ cảm ơn 341 cô chú anh chị đang xem. Tiến Thanh thì cùng tên chứ không vào bằng hoa hậu. Thanh Hà thì chào em, chào chị Thanh Hà, xin chào Ngọc Trinh, chào bạn anh Hai Vũ Lân, chị Ba, anh Nguyên Vũ có qua không bạn thì thông tin là có đó nha cô chú anh chị, nhưng mà còn phút cuối nữa để đâu 8 giờ đi cô chú anh chị, 8 giờ là có những các anh chị đều có mặt thì Phúc Phan sẽ đọc tên luôn ha cô chú anh chị. Thì thông tin là các anh chị đã có thông tin là có mặt đầy đủ ha cô chú anh chị. Xin chào Tăng 79 ha. Tăng 79 thì nãy giờ cũng có khán giả hỏi thăm Tăng rất là nhiều. Xin chào 373 cô chú anh chị đang xem và mới được có 165 like thôi cô chú anh chị ơi. Like chia sẻ đi cô chú anh chị. Sao like nhiều dữ vậy? Chào chị bước qua em nha cả nhà ơi. Chị bước qua 76 này toàn dữ. Xin chào Ngọc Trinh ủng hộ tem Hồng Loan, chị Ni và qua chưa bạn, chưa cô chú anh chị ơi, hiện tại thì các anh chị là chưa đến ha, tại vì giờ này mấy giờ em mới có 7:51 thôi cô chú anh chị, tầm khoảng 10 phút nữa cô chú anh chị, 10 phút nữa đi là các anh chị sẽ đến ha. Mấy giờ thẩm định tài thì 8 giờ là bắt đầu làm việc ha cô chú anh chị, trên các kênh như là Phúc Khang, như là Tài, như là các anh em nè ha, 66 nè, em Mốc Tiêu nè đó, thì Phúc Khang thông báo chung ha cô chú anh chị thì 8 giờ bắt đầu làm việc. Cảm ơn 400.000 cô chú anh chị đang ủng hộ trên live. Thị Thanh, Yến Nguyễn thì tiệm cà phê hôm nay đắt khách nè. Dạ đúng rồi, hầu như là quán cà phê hôm nay là đông hết rồi cô chú anh chị, ai đến sau là ngồi ghế súp thôi, chứ còn ghế VIP là không còn nữa. Ghế VIP thì Phúc Khang cũng như là mấy anh em đến rất là sớm, 5:00 mấy 6 giờ đã đến rồi, đã chọn các ghế VIP hết rồi. Như là anh Tăng 79 mới vô là anh ngồi ghế súp luôn rồi. Hoài Lê thì anh Nguyên Vũ đi quay rồi, và đúng rồi thì anh em nào nói chung thì anh em nào không bận việc thì có thể đến, còn không bận việc thì đi làm công việc ha, chứ cũng không có bắt buộc ngày này phải đến hết hả cô chú anh chị. Giang Văn Đỗ thì 9 giờ họ mới làm việc, chắc khoảng hơn 8 giờ anh em sẽ đến. Dạ đúng rồi Giang Nguyễn. Tiến Thanh 4 giờ chủ kênh đến rồi mà. Không, 4 giờ sớm lắm Tiến Thanh. 5:30 là Phúc Khang đã ra khỏi cửa và đến đưa đám tang nghệ sĩ Thanh Phú lúc 5:45 đó, sau đó là Phúc Khang đưa vợ xong là chạy lên xuống 5 đồng điểm luôn. Dạ cảm ơn 460 cô chú anh chị đang xem like, là 186 rồi cô chú anh chị ơi, like lên 200 đi cô chú anh chị. Và kênh mới của Phúc Khang cũng được là 96 cô chú anh chị đang xem ha. Thị Thu Húa, Tăng Bự, con quá rồi ghế súp vừa không thì ngồi không vừa thì ngồi dưới bẹp xuống đất luôn. Tiến Thanh thì ở thành phố đêm cũng như ngày chứ sớm gì anh. Dạ cảm ơn 456 của chú anh chị đang xem và được 191 like rồi của chú anh chị ơi. Like chia sẻ lên 200 của chú anh chị. Thì trước mặt màn hình đó thì Phúc Khang thấy là chồng bùm bùm đang dắt xe ra đi làm của chú anh chị. Dạ cảm ơn 101 của chú anh chị đang xem live kênh Phan Hồng Long Official kênh mới Phúc Khang của chú anh chị. Xin chào Ngọc Trinh, hình như thấy có Võ Nguyễn Băng đến nữa, rồi hôm nay chắc không
rất đông nghẹt, không biết mẹ con ve mặt mũi nào. Sơn Tài mong các anh YouTube thương Hồng Loan nha. Linh Ngọc thì chị chào chủ kênh nhé. Dạ xin chào chị Linh Ngọc. Xin chào bạn có tên Ba Tiếng Hàn. Không uống cà phê với người không vậy là sao ta? Không uống cà phê vô ngồi được không vậy? À không uống cà phê vô ngồi được. À được, không sao hết. Xin chào Loan Đòn, buổi sáng vui vẻ 30 Tết nghe nghe. Tiếp Phan Ánh, vui vậy chờ, vui như chảy hội. Thì Thanh Yến, cái mất tiếng anh sao nên nó mờ quá ta, anh không thấy rõ chữ luôn ta. Thị Thanh Yến Nguyễn thì chúc các anh em YouTube và Hồng Loan Thu Hành thành lợi. Dạ cảm ơn 506 của chú anh chị trên đường like và 204 like của chú anh chị ơi, like chia sẻ của chú anh chị. Bữa nay khán giả ít hơn bữa 26 tháng 10 thì hiện tại thì chắc hôm nay cô chú cũng bận đi làm hay sao, giờ này cũng chưa đến nhiều đâu. Thì hiện tại thì Phúc Khang đang quay trực tiếp bên phía nhà Hồng Loan thôi, còn hai bên thì cũng có rất là đông cô chú anh chị, cho nên là Phúc Khang không có quay đâu. Dạ 527 cô chú anh chị đang xem và 210 like rồi cô chú anh chị ơi, like chia sẻ lên cô chú anh chị. 514 thì cô chú anh chị chưa like thì like. Anh em cũng thích bắt tiêu rồi đấy nữa là xin mình nữa rồi. Như ý Lê Quỳnh ý thì khen bạn kêu khán giả gặp mẹ con bà Sáu là kêu sao ok nhé. Dạ ok chị. Tiếng Thanh thì hôm nay mấy anh quay kiếm cơm được đó. Cơm nước gì? Nhìn đói mấy bữa nay còn chết. Kỳ thì chúc các anh chị em đến ủng hộ con gái Hồng Loan mãi mãi đỉnh. Thì hiện tại thì chị này chị Ngọc đúng không? Chị Ngọc bán tại shop Hồng Loan cũng ra đến. Thủy hả? Thủy Ngọc hả? Ngọc Thủy, Thủy Ngọc. Thủy. Hôm nay sao mà cứ thiếu 400 giờ hoài nó không cập nhật không đủ, không hiểu sao. Mai này rồi vừa không cập được giờ. Dạ 222 like của chú chị ơi, like chia sẻ của chú chị. Dạ cảm ơn 522 của chú chị đang xem ở trên kênh Phúc Khang 78 TV của chú chị. Của chú chị nào chưa like thì like cho Phúc Khang, của chú chị nào chưa đăng ký thì đăng ký cho của chú chị. Của chú anh chị nào chưa chia sẻ thì bấm chia sẻ ủng hộ của chú chị. Nhưng mà nó đỡ hơn. Dạ cô chú anh chị ơi, với mờ quá là có thể cô chú anh chị mình mới vừa vào xem live nó chưa lót được. Thứ hai nữa là mạng ở đây á là do quá nhiều anh em chỉ cập vào nên nó mờ, cô chú anh chị mình thông cảm ha. Mình ngồi tầm khoảng 50 phút đi rồi mình xem một chút xíu nữa thì đoàn thẩm định sẽ tới và bên cạnh đó thì nó sẽ lót lên cái wifi và cái độ phân giải nó lót lên. Rồi nó sẽ trong sáng trở lại, cô chú anh chị mình cứ yên tâm nha cả nhà. Và đừng rời khỏi màn hình, chờ chút em sẽ like cho tới khi nào kết thúc luôn nha cả nhà ha. Hy vọng là mạng nó sẽ mạnh. Mạng bây giờ nghe nói là bão gì tới, cá mập nó cắn cái cọng dây ở ngoài biển, nó cắn một cọng dây màu đỏ rồi. Cá mập cắn cáp. Cá mập nó cắn hình như là bà Sáu bà làm bà, cá mập. Bà thả cá mập nó cắn cọng dây rồi cô chú anh chị. Quá trời đó. Vâng, nghe một nguồn tin là bà Sáu bà thả cá mập ra cắn dây cá nhé. Bà Sáu bà thả cá mập ra cắn cọng dây để cho anh em cắt đường liên lạc của anh em đến cô chú anh chị á. Quá trời quá đất. Vâng, về đúng nha. Bà Sáu có tiền rồi, có tiền cá mập quá sống tiền mạng của anh. Hiện tại thì em thấy có một số khán giả đem rất là nhiều mắm tôm tới nha. Khi bạn nghe lời có rồi hả? Đó, chị đã sắp hai bịch luôn hả? Là gì ạ? Mắm tôm.
ghê vậy trời. Các anh em thì lưu ý ha, đừng nên đi đến gần gần nha, nhiều khi là nó quăng cái chúng dằn lây nha cô chú anh chị. Các anh em dạ 567 rồi cô chú anh chị. À em thấy chị kia cầm một bịch hộp chia sẻ lên 600 đi cô chú anh chị ơi. Gì chửi tài tào lao cần cần chửi tài. Chỉ có khán giả là không bao giờ chửi ha. Những người yêu thương ủng hộ chị Hồng Loan thì không bao giờ chửi. Đúng rồi. Đúng rồi. Yêu thương chị Hồng Loan không bao giờ. Nhìn vô bình luận là biết rồi. Còn những ai chửi là có chừng cần cần nha cả nhà. Nó nít giả nó vô á. Chứ hầu như là khán giả không ai chửi hết, ai cũng ủng hộ hết. Mình hãy văn minh nha cô chú anh chị, văn minh lịch sự để cho cái phường nó cấp cho mình gia đình văn hóa nha. Tài ơi thấy người nhà Hồng Loan ra nói giúp nha. Cả nhà Hồng Loan. Đó bây giờ là khán giả cũng đến rồi cô chú anh chị. Thì theo Phúc Khang quan sát hai bên đường này khán giả đông lắm rồi cô chú anh chị. Tại vì Phúc Khang live trực tiếp tránh di chuyển máy nó để nó không bị rung lắc, nó bị mờ á, cho nên là Phúc Khang không có quay ha cô chú anh chị, để trực tiếp cho nó rõ để cô chú anh chị xem cho nó rõ ha cô chú anh chị. Dạ cảm ơn 602 cô chú anh chị đang trên đường like và 265 like rồi cô chú anh chị. Và cô chú anh chị nào chưa like thì like lên 300 ha cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào chưa đăng ký thì đăng ký cho ủng hộ chúng ta ha. Dạ vừa nay một cái dạ trường phòng luôn hả? Dạ vừa nay một cái dạ trường phòng cho nên cô chú anh chị nào gần gần ở đây có cái dạ trường phòng thì cho. Thì Phúc Tàng sẽ cho cô chú anh chị xem qua phía sau lưng Phúc Tàng là rất là đông cô chú anh chị. Đó, phía sau lưng Phúc Khang đó, hiện tại đó cô chú anh chị thì khán giả đang ngồi phía sau lưng Phúc Khang rất là đông. Chứ không phải không có hả cô chú anh chị. Dạ vừa lòng chị chưa? Gì cơ gì vừa lòng chị chưa là cái gì ạ? Em nói dở cái em nói dở thôi. Chào chị Nguyễn ống một con dạ. Chào đại gia đình của bà Sáu nha. Dạ em xin chào cả nhà nha. Cả nhà nhớ like ta cùng chia sẻ để cho nó cùng cảm thấy qua ra nước ngoài cũng có thể nhìn thấy kênh thông tin này là ủng hộ nha. Rồi nha. Dạ, em sẽ nhét ve Sasuke kia cả nhà. Còn bây giờ là 8 giờ. Chưa? 8 giờ 3 cũng phải cô chú anh chị không nào. Cô chú anh chị ơi, mình bình luận chữ C cao cho nó lấy tinh thần cả nhà. Like 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 nha, like C cao. Bình luận C cao cái cả nhà ơi. C cao sao kê, C cao sao kê. Fan ủng hộ Hồng Loan đi ạ. Fan ủng hộ Hồng Loan bình luận C cao. Để mình loại trừ những cần cần ra cả nhà. Cần cần nó không có bình luận là nó không dám bình luận là nó cần cần đó. Cô chú anh chị mình nghe là được lời em nói sao kê C cao gì cũng được. Đó. Sao kê. Sao dạ, kê. Đúng rồi, fan của mình bình luận đi cả nhà ơi. Fan Hồng Loan bình luận đi ạ. Đúng rồi, sao kê. Đúng rồi. Những bình luận chân thật là của fan cần cần vô giả danh vô trà trộn. Đó, thấy chưa, quá nhiều chị cô chú anh chị bình luận sao kê sao kê. Còn cô chú anh chị mình không thích chữ sao kê thì bình luận chữ mắm tôm giùm em nha. Mắm tôm cũng được. Mắm tôm hoặc là hộp vịt thúi. Dạ bà con đến đang làm rồi chị ơi. Bà con đến làm rồi. Xin dọn đồ. Dạ cảm ơn cô chú anh chị đã bình luận sao kê ạ. Ok cả nhà ơi. Dạ like đi ạ. Những cái like của cô chú anh chị là cái động lực của giúp cho anh em ngồi ở đây quay trực tiếp cho cô chú anh chị đó cả nhà. Like đi cô chú anh chị ơi. C cao đi. Và chia sẻ lên hội nhóm đi cả nhà. Kênh của em mời chị. Kênh nóc tiêu ok nè. Dạ, em tài 4 rồi các chị.
Dạ, like chia sẻ mạnh lên ha cô chú anh chị. À, hiện tại 620 cô chú anh chị đang xem và 287 like là cô chú anh chị. À, cô chú anh chị like lên 300 cô chú anh chị ơi. À, chia sẻ lên 700 thì lượt xem luôn cô chú anh chị ơi. Quay nó chứ làm gì? Mà đang mua gì đó cay đó, hay là mua lửa đó, nó không thôi đi cúng cho mà sớm chung nhà người ta quay nó cô tháo và cô sẽ sớm hơn cô chú và dân anh nhìn nhìn để biết thông tin về nhà tiền lo vào tháng ngày hôm nay nhé cô chú chị. Dạ 209 like, 292 like rồi, 93 like luôn rồi cô chú chị ơi. À, like lên 300 đi cô chú chị. Mình được 4 like, like cái nhân lên like luôn cô chú chị. Bây giờ cũng à, cảm ơn 110 cô chú chị trên kênh Hoa Hồng Long Official, kênh mới của Thang ha cô chú chị. À, cô chú chị chưa like thì like ha, cô chú chị nào chưa đăng ký thì đăng ký ủng hộ ha cô chú chị. Thì theo Phúc Khang quan sát thì bên trong nhà Hồng Loan thì hiện tại thì đã xếp bàn xếp ghế rồi ha cô chú anh chị. Dạ cảm ơn cô chú anh chị là 300 like, 301 like rồi cô chú anh chị ơi. Cô chú anh chị nào chưa đăng ký thì đăng ký ha cô chú anh chị. Gì dạ mời là cho mạng cô chú anh chị ơi. Cái gì cô chú anh chị mình đợi trong chút xíu nó sẽ chưa? Trong lại nha. Quy sắp rồi. Nhỏ quá hả? Cho mạng ơi. Mấy. Không có ai. Không tại kênh không có làm này mà. Lâu lâu lên like mà đâu có ai biết đâu. Phải like thường xuyên lên xem. Dạ cảm ơn 632 của chú chị đang xem và được 307 like của chú chị. Cô chú chị nào chưa like thì bấm cho Phúc Thang một like. Cô chú chị nào chưa đăng ký thì bấm cho Phúc Thang lên một lượt đăng ký cho cô chú anh chị. Dạ cảm ơn chị nha. Chúc chị có một ngày tốt lành, chúc khán giả của chị có một ngày tốt lành. Có sao? Cái chơi là chưa tiền bắn nó trên chi cái dưới thôi bật nó có trời có sao nó có trời có sao. Dạ là chia sẻ lên là chia sẻ lên 700 đi cô chú anh chị. Chào anh nó còn ta lớn nha. Cảm ơn dạ tại tại vì tài nó tại vì tài sử dụng mạng không phải không phải không phải. Đây nè cô chú anh chị ơi, em hướng dẫn cho cả nhà mình làm sao mà để hết mờ nha cả nhà. Cô chú anh chị nhiều khi cả nhà mình á đi vào đường live mới vào xem live thì nó sẽ mờ vì do cái mạng internet nó chưa lót được trên cái điện thoại của quý cô chú anh chị. Cả nhà mình á bấm vô góc màn hình bên tay phải cô chú anh chị, bấm vô cái màn hình nha. Nó có cái hình bánh răng, có cái hình bánh răng cưa đó. Rồi cô chú anh chị mình chọn chất lượng nha. Chọn chữ chất lượng, sau đó vào cái chữ nâng cao. Nâng cao nha, chọn vào chữ nâng cao cô chú anh chị chọn 1080B giúp em. Chọn chế độ 1080B thì cái mạng nó sẽ lót lên và nó sẽ đẹp lại, hình ảnh đẹp lại. Còn nếu cô chú anh chị mình không biết thì cứ coi xem live tầm khoảng 3 đến 4 phút thì mạng tự động nó sẽ cập nhật, nó sẽ lót. Thì lúc đó thì hình ảnh của mình nó sẽ chất lượng và đẹp hơn cả nhà. Em xem rất là đẹp nha. Để mình phải kiếp mình nói cho giả mình biết luôn cô chú. Không, trên máy rất rõ mà. Rõ lắm cô chú anh chị. Rõ trong từng góc ngách luôn mà. Ở đây em coi em kiểm tra là rất là rõ nha cô chú anh chị. À, bên góc phải màn hình nó có một cái bánh răng cưa là cài đặt á, mình chọn vô này cài đặt, mình chọn vô là chất lượng cao. Dạ.
bên live Phúc Thang không thấy bình luận nữa ta. Ôi trời quái, bình luận sao nãy giờ nó không hiện. Hèn chi nói sao không thấy bình luận. Trời ơi, quá trời, thấy rõ mà. Ai nói không rõ là bên kênh khóa thôi. Tiến Thanh Đề Linh Tâm. Nói chung là Phúc Thanh xin lỗi nha, nãy giờ Phúc Thanh không thấy bình luận của chú chị ơi, tự nhiên nó không chạy bình luận, bây giờ mới thấy. Xin chào Tâm Nguyên, rõ lắm mà sao nói mờ ngoài vậy, những người nói mờ là cần cợt, đó em. Như ý, Quỳnh như ý, ok. Quang Quỳnh thì thương Hồng Loan, chào cảm ơn của chú chị rất là nhiều. Tiến Thanh thì chào Tâm Nguyên. Cảm ơn 674 của chú chị đang xem, của chú chị like chia sẻ lên 700 của chú chị ơi. Bây giờ bên trong Phúc Thang thấy là hiện tại là Hồng Loan ship bàn đầu ra rồi. Và hiện tại thì Phúc Thang thấy là luật sư đã đến rồi của chú chị. Bây giờ Phúc Thang sẽ di chuyển máy cho cô chú anh chị xem ha. Hiện tại luật sư đã đến rồi của chú anh chị. Thì trong khi Phúc Thang đi nó có hơi bị lắc thì cô chú anh chị cũng thông cảm ha. Tại di chuyển thì nó sẽ hơi bị lắc nhẹ chút xíu. Đó cô chú anh chị, thì luật sư đang đến cô chú anh chị. Rất là đông luôn cô chú anh chị ơi, tại vì nãy giờ Phúc Thang để máy bên trong, không có di chuyển máy để màn hình cho nó rõ nét đó cô chú anh chị. Chứ hiện tại là rất là đông cô chú anh chị và khán giả rất là nhiều. Phía trong quán đang ngồi phía sau lưng Phúc Thang cũng khá là đông cô chú anh chị. Đứng đây có vướng không anh em ơi? Like chia sẻ đó của chú anh chị ơi, like chia sẻ mạnh tay ủng hộ các fan của chú anh chị. Đó bây giờ là khá là đông của chú anh chị. Còn phía trong quán phía sau lưng Phúc Khang là đông lắm cô chú anh chị, cho nên là Phúc Khang không có quay đâu cô chú anh chị. Dạ 838 cô chú anh chị đang xem rồi, chia sẻ like mạnh lên 1000 luôn đi cô chú anh chị ơi. Đó, bên trong là bàn ghế cũng đã xếp chuẩn bị hết rồi cô chú anh chị ơi. Thì hiện tại Phúc Khang đang ra bên ngoài, màn hình nó hơi bị tối, màn hình đó Phúc Khang không thấy rõ được cái bình luận của chú anh chị đó. Thì cô chú anh chị xem cũng thông cảm mà cô chú anh chị. Con ơi xem chị gái. Rồi chị. Lê sao kê sao mờ quá em. Bọn em thấy là trên điện thoại em đang kiểm tra, đang cầm điện thoại em coi thấy nó cũng rõ mà cô chú anh chị.
cô chú anh chị mới vào có thể là nó chưa lót lên á, nó hơi mờ, cô chú anh chị thông cảm ha. Còn nếu như cô chú anh chị muốn xem rõ nữa thì cô chú anh chị bấm vào màn hình, nó hiện lên bên góc phải, nó có một cái răng cưa là cài đặt, cô chú anh chị bấm vào đó và nó hiện ra cái chỗ mà nâng cao, thì cô chú anh chị bấm vào đó và nó sẽ lót cái video của cô chú anh chị lên ha. Tại vì Phúc Khang đang dùng cái gói cước tới 30G là cô chú anh chị, không có dùng wifi luôn, cho nên là nó không thể nào mà nó mờ được cô chú anh chị. Nguyễn Ngô Thị thì quá rõ mà, rõ mà em không sao, không không thấy cảnh là được rồi. Sao chủ kênh nôn ruột quá. Thì hiện tại bên đường các anh em cũng như là có rất là nhiều người hâm mộ, nhiều người ủng hộ Hồng Loan đã đến, cũng đông hơn cô chú anh chị. Và phía sau lưng quán cà phê Phúc Khang là đông lắm cô chú anh chị. Hiện tại là phía sau lưng của Phúc Khang rất là đông, cho nên là Phúc Khang không có quay hướng về phía sau của cô chú anh chị. Nhiều cô bác cũng ngại, cho nên là Phúc Khang không có quay cô chú anh chị. Nhỏ Úc, hình ảnh xem rất rõ nha, ai nói không rõ là bọn bên kia. Thị Hằng Trinh thì rõ lắm, em có coi nhất rồi, cảm ơn. Tại vì Phúc Khang đang dùng một cái gói cước 4G này, tốc độ nó đến 30G lần cô chú anh chị, cho nên là không thể nào nó mờ được cô chú anh chị. Tại vì wifi ở đây có một wifi thôi mà tới khoảng 40 đến 50 kênh YouTube, cho nên là không thể nào nó đau nổi ha. Thì Phúc Khang phải dùng cái gói 30G để truyền trực tiếp đến cho cô chú anh chị xem cho rõ ha cô chú anh chị. Cô chú anh chị thương yêu thì hãy ủng hộ cho Phúc Khang, xin một like, một lượt đăng ký kênh, chia sẻ video trên các trang fanpage, Facebook, Zalo như là trang hội nhóm của chú anh chị, để cho cô chú bác quý khán giả gần xa được xem cái live trực tiếp của chú anh chị. Xin chào Liên Ai. Con ơi rõ lắm, đừng nghe bọn kền nó phá con nha. Dạ cảm ơn cô. Thì ít thôi cô ơi, cần cần thì cũng có vô nhưng mà cũng một phần nào thôi. Rồi vô phần nào thôi. Trên live của Phúc Khang thì hiện tại có 888 là lượt cô chú anh chị xem rồi, chia sẻ là 1.000 đi cô chú anh chị. Thì 1.000 lượt xem cô chú anh chị thì có cần cần vô thì nó cũng một hai người thôi, nó cũng không có cái gì nhiều cô chú anh chị. 377 like rồi, cô chú anh chị nào chưa like thì cho Phúc Khang xin một like nha cô chú anh chị. Phúc Khang cầm máy ra ngoài cho nên không có trò chuyện được với cô chú anh chị trên kênh Fan Hồng Loan Official, kênh mới Phúc Khang ha. Cô chú anh chị cũng thông cảm là cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị xem thì nếu mà hình ảnh nó có bị gì thì cô chú anh chị có thể qua cái kênh Phúc Khang 78 TV xem ha cô chú anh chị. Ôi cảm ơn, có cô chú anh chị nào sub cho Phúc Khang $2, Phúc Khang xin cảm ơn rất là nhiều. Tại vì nãy giờ Phúc Khang không có xem được cái bình luận á, không biết cô chú nào thì Phúc Khang xin cảm ơn cô chú anh chị. Dạ em cảm ơn chị Bella ha, chị Bella đã tặng cho Phúc Khang được $50, cảm ơn chị Bella rất là nhiều. Phải khoảng 50 không? Đúng rồi, $50. Xin cảm ơn chị Bella rất là nhiều, chị Bella. Không đông bằng ngày 20 tháng 10. Thì phía sau Phúc Khang nè cô chú anh chị. Đó. Rất là nhiều cô chú anh chị, rất là đông nha. Đó. Có rất là cô chú anh chị fan ủng hộ Hồng Loan cũng đến nè cô chú anh chị. Rất là nhiều. Chứ không phải là không có đâu ha. Và còn ở trên lầu nữa nha cô chú anh chị. Trên lầu rất là đông ở trên lầu ha cô chú anh chị. Tại vì quán cà phê này có trên lầu phòng lạnh,
à, cho nên có một số cô chú chị đang lớn tuổi ở trên lầu. Phúc Khang 78 TV. À, Tâm Nguyên thì rõ má cứ nó ngoài ngoài thấp rõ rất ok nhé. Xin cảm ơn chị Tâm Nguyên rất là nhiều. Xin chào Sơn Tài Sao Kê. Dạ Sao Kê, Sao Kê C cao. Và còn một số cô chú đằng kia cũng là khá là nhiều chú chị. Cảm ơn cô, cô chú anh chị ngon nguyện buổi sáng nha. Dạ. 978 rồi cô chú anh chị, like chia sẻ lên 1000 luôn đi cô chú anh chị ơi. Rất là đông, ngoài khán giả anh em YouTube tại quán cà phê bên đây đúng lúc, đúng thời điểm. Đúng nguyện ngày 21 tháng 10 là ngày tặng hoa cho chị em phụ nữ mà nữa à. Đông gì ở đây? Dạ đúng rồi, ngày 20 tháng 10 là ngày lễ quốc tế phụ nữ. Vô đó làm gì ta? Vô lấy màu. Chống dòng gì anh đó mà chống dòng gì? Nhập dòng chứ chống dòng gì? Dạ cảm ơn 1002 người đang xem thôi cô chú anh chị, cũng phải xin cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. À, Giang Văn Đỏ thì chị Bella Nguyễn tìm 49.000 đồng. Thì Phúc Khang nói thẳng cô chú anh chị là nghìn đồng hay là đô hay là một đô một sen cái gì cũng vậy hả cô chú anh chị. À, cô chú anh chị thương yêu tặng cho Phúc Khang cho dù nó 1.500 đồng hay 1 đô 1 sen gì, cái đó là một cái điều rất là quý. Cái đó Phúc Khang nói thật, cái tấm chân tình cái đó là điều rất là quý. Tại vì những cô chú anh chị đó quý mến, người ta mới ủng hộ một cái tinh thần. Nó không phải là lớn và không phải là nhỏ đâu chú anh chị đó. Nó rất là lớn về mặt tinh thần tất cả các anh em đó. Thì Phúc Khang cũng rất là cảm ơn. Đây là Phan Chính Nghĩa, những cô chú chị này là Phan Chính Nghĩa, là giờ đây là cái cầu ha. Khá là đông nè cô chú anh chị. Đó, rất là đông. Đó, tuyệt vời luôn. Đó thì Phúc Phan thấy Hải cũng đang đi ra ngoài cô chú anh chị. Xe cao. Bên kia là bác sĩ điều dưỡng sáng sớm tới là chăm sóc cho bé. Bé Biêu. Biêu. Xin chào, cảm ơn chị Châm gì đó, tại không có dấu Phúc Phan đọc được ha. Cũng đã tặng cho Phúc Phan 10 đô thì Phúc Phan cũng xin cảm ơn quý chị rất là nhiều. Xin chào Phúc Lộc. Chị Bella thì Phương chống dông gì
phương nắm nắm tay vong, thích vong thì có. Dạ chị Bella. Nói chung thì lúc đầu tiên thì nói chung thì Phúc Thang cũng ngưỡng mộ lắm, nhưng mà sau này theo dõi lần lần thì Phúc Thang không còn ngưỡng mộ nữa cô chú anh chị. Nhưng mà chuyện đó là chuyện của họ thì Phúc Thang cũng không có bận tâm cô chú anh chị. Rồi tưởng đâu anh Nguyên Vũ đi xe máy đến luôn hết hồn. À, chị Bella thì mình biết được rồi nè, nhan quăng đổ thi thi một ngàn rồi. Dạ, cảm ơn các cô anh chị rất là yêu thương đã ủng hộ Phúc Khang. 1010 lượt của chú anh chị đang xem rồi, và được 455 like rồi của chú anh chị. Cô chú anh chị thương yêu thì cô chú anh chị nào mới vào chưa like thì cho Phúc Khang một like, cô chú anh chị nào chưa đăng ký thì cho Phúc Khang một lượt đăng ký ha. Đó thì rất là đông cô chú anh chị đó, phía bên hông đây cũng có rất là nhiều cô chú anh chị đó. Và một số khán giả đang phía sau lưng Phúc Khang cũng như đang ở trên lầu cô chú anh chị, thì quán cà phê có cái lầu cho nên là có nhiều cô chú anh chị lớn tuổi đang trên lầu cô chú anh chị. Đi mất chỗ ngồi nè, đúng rồi mất chỗ rồi Tiến Thanh ơi, cái ghế Phúc Khang bây giờ là có chủ khác rồi, tài 66 đã vô chiếm lĩnh rồi. Xin chào ca Việt Nam, nhớ kêu cũng bò sao kê sao kê. Trong lực thì thi Tiến Thanh, Tiến Thanh thì hôm nay cũng bò có tới nè. Mai Nguyễn mấy giờ gì ta về qua anh gì đây. Xin chào Thanh Tuyền, chăm lúc ở chỗ này nào đây, không khí ở trong căn nhà thì Minh Ngọc trả là thì Phúc Khang hai kênh à. Đúng rồi, Minh Ngọc thì đang like trên kênh Phan Hồng Loan Official, kênh mới Phúc Khang, và trên kênh Phúc Khang 78 TV. Chị Bella thì mình đi qua kênh tại đây, bye cả nhà nha. Dạ em cảm ơn chị Bella rất là nhiều. Phúc Lộc hôm nay không biết có lòng quỳnh theo mẹ con cám không em trai. Dạ em chưa biết chị, ở bên đó thì Phúc Khang không có thông tin thì Phúc Khang không biết ha. Thì có các anh công an khu vực đến cô chú anh chị để giữ trật tự, thì ngồi trong quán cà phê thôi chứ không được ra ngoài. Thì hôm nay là có lệnh mới của cô chú anh chị, ai mà xuống đường đó là công an người ta sẽ mời uống trà của chú anh chị đó. Hiện tại là công an đã đến rồi. Thì hôm nay là các anh sẽ giữ trật tự cho nên là không có ồn ào ở bên đường của chú chị. Văn phòng đến cũng khá là đông, giữ trật tự thôi chú chị. Để Phúc Khang để máy xuống cho nó bớt rung lắc ha. Cảm ơn chị Bella. Cảm ơn chị tất cả các anh chị đạo. Tới chưa em ơi? Dạ luật sư đến rồi chị ơi. Luật sư Ngọc cũng đã đến rồi cả khoảng 5 phút rồi nha chị. Xin chào chị Kim, hôm nay cũng còn không dám đến đâu, không phận sự là không cho vào. Dạ
Ngọc Thủy thì các anh quay phim bình mặt bên của que đó. Giang Văn Đỗ thì chị Ba Quỳnh tin đang lại à, vậy hả? Thì Phúc Khang nghe tin thôi nhưng mà chưa đến cho nên là Phúc Khang không có dám nói nhiều thôi cô chú anh chị. Nhiều khi mình nói thì lúc đó thì các anh chị không đến được thì lúc đó thì nó Phúc Khang nói láo nói này kia thì Phúc Khang không có nói nhiều thôi cô chú anh chị. Hôm qua mới dẫn Ngọc Nhi ha. Chị thích nhất là lúc mẹ con nhà Cám ra khán giả là lên sao kê, chị vui lắm. Chị luôn sát cánh bên Hồng Loan và các em tới cùng quyết không lùi bước. Tại vì công an nhân quân tới là tại công an thành phố đang đi chú chốt là anh nhân phòng và công an phường tới rất là đông và khán giả đang đi vào quán cà phê để xem. Ở Đài Loan vừa làm vừa theo dõi lại livestream. Dạ cảm ơn các cô chú anh chị đang ở Đài Loan đang xem. Phúc Khang xin cảm ơn cô chú rất là nhiều. Hiện tại thì 1090 rồi cô chú anh chị và 492 like rồi. Thì cô chú anh chị nào thương yêu thì chưa like cho Phúc Khang một like. Cô chú anh chị nào chưa đăng ký thì cho Phúc Khang xin một lượt đăng ký cho cô chú anh chị. Ngồi tại chỗ đi chứ đi mất chỗ rồi. Ngồi giờ Tiến Thành ơi hết đi rồi. Giang Văn Đồ thì để mình là khán giả nói chém gió dưới thì không ảnh hưởng gì. Giang Văn Đồ thì Nam Định đang xem và cảm ơn bạn Giang Văn Đồ ở Nam Định. Bây giờ là hiện là vợ chồng Sang đang đến nè cô chú anh chị. Đây là Sang tới rồi nha mọi người. Đây Sang của Sang tới cho mọi người. Sang của Sang Quy Sang á, Quy Sang. Tiến Phạm Hà Nội cũng đang xem. Dạ cảm ơn Yến Phạm ở Hà Nội. Nó đó. Xin chào Mỹ Lộc. Xin chào Tân. Hiện tại thì xe của anh Sang xuống. Tại văn phòng nhân viên rất là nhiều, công an rất là nhiều, không thể nào xuống được cả nhà. Phúc Khang cũng ở tại chỗ luôn, xuống đó là lát bị đuổi luôn, không được quay luôn ha cô chú anh chị, cho nên là chị hạn chế. Với lại mình cũng phải giữ trật tự ha cô chú anh chị. Và khán giả mà ưu tư thì Hồng Loan thì mình đứng ở đâu ở đó đi nhé. Tại sao mấy anh kia trong kia lại được vô nhà và ở trong đó không ra ta? Lấy danh nghĩa của nghệ sĩ Kim Tiểu Long, em của nghệ sĩ Kim Tiểu Long. Anh Sang đang quay xe trở lại cả nhà. Giang Quang Bổ thì tiếp lửa ủng hộ Hồng Loan. Xin chào Thu Ga Trần. Xin chào Tiến Thanh và Sư Nguyễn Trọng. Gọi điện đi dùng á cái máy mình đưa người ta đi không có coi gì hết. Thanh Sơn Nguyễn Viết chú ở đang theo dõi Khang ơi. Chú ở đâu ta? BMT là ở đâu ta? Tại BMT là ở đâu tại? BMT là ở đâu? BMT là Buôn Ma Thuột hả? À Buôn Ma Thuột. Dạ cảm ơn chú ở Buôn Ma Thuột cũng đang theo dõi. Dạ 1111 người đang xem rồi cô chú anh chị và 506 like của chú anh chị. Like chia sẻ ủng hộ ha cô chú anh chị. Like mạnh lên cô chú anh chị ơi. Xe anh Sang đâu rồi? Xe Sang đang quay đầu. Đây là xe của anh Sang. Không phải, xe Sang dưới kia kìa chị. Đang quay đầu dưới. Phương Lê chị ở Cali đang xem. Dạ cảm ơn chị Phương Lê ở Cali. Lê Thị Hà Quỳnh Thị nói bà con cùng la
to khi gặp nó nha. Sao kê à, đúng rồi cũng đúng vậy. Cứ la đi đâu sao đâu, cứ sao kê mình nói sao kê thôi mà, mình đâu có làm gì sai đâu, mình sợ mình kêu gọi người ta sao kê mà. Bây giờ mình không nói sao kê mà mình nói là xe cao. Xe cao. Mình né cái từ nhạy cảm đi. Đó, bác ở đây thì công an là sinh vật rồi có nhiều lắm rồi chú anh chị. Công an giao thông trật tự. Rồi bên bảo vệ văn phố. Đều đeo mấy người đó đi đeo, hỏi mấy người đó chi moi móc gì mấy cái đó mà đi hỏi tư vấn không phải kiếm tiền nữa, có giao thông kiếm cả nhà ơi. Công an giao thông nữa em cũng đang kiếm tiền nè, em cũng đang kiếm tiền đó. Quận 7 đang xem. À, Quang Thương Nguyện, quận 7 đang xem. Dạ cảm ơn, quận 7 đang xem. Quận 7 thì cũng gần Phúc Khang ha. Phúc Khang ở đường Phạm Hữu Lầu, bên đây quận 7, bên kia nhà bè ha. Quang Thương Nguyện. Quang Thương Nguyện. Giang Văn Đỗ thì sao kê, sao kê. Giang Văn Đỗ thì comment mạnh nào mọi người ơi. Dạ đúng rồi, comment mạnh lên của chú anh chị ơi. Comment mạnh lên, chia sẻ mạnh lên của chú anh chị. Hôm nay là coi như là thẩm định lần cuối đó nha. Nam Định vô coi. Đúng rồi, đang trực tiếp thì Phúc Trần thì Kiên Giang nhé anh. Dạ cảm ơn Kiên Giang. Phúc Trần ở Kiên Giang. Trần Thanh thì Vũng Liêm, Vĩnh Long cũng đang xem. Dạ cảm ơn cô chú anh chị là trên mọi miền đất nước ha, các tỉnh thành đang theo dõi một cái drama rất là lớn của một cái showbiz về nghệ sĩ không chú chị, đó là nghệ sĩ Vũ Linh. Đừng tắt like nhé anh. Ok thì cứ thang like luôn, like trực tiếp mà. Đây là Linh Tý Bích Trâm đến cô chú anh chị. Hello Linh Tý. Linh Tý nè nghe mọi người. Chào bà con nè Tý ơi. Tý. Không nghe cô chú anh chị, đông quá không có nghe được. Rất là nóng luôn. Rất là náo nhiệt, rất là nóng. Bên đó hầu như lúc nào cũng mới trễ đó chị. Không bao giờ đúng. Không bao giờ mà đến mà đúng giờ. Dạ like chia sẻ mạnh lên nha cô chú anh chị ơi. Đó là bây giờ là vợ chồng Sang cũng đến rồi cô chú anh chị. Hiện tại bây giờ là bên phía về phía Hồng Lan thì đã có vợ chồng Sang, Linh Tý và Bình Sương.
anh một cái anh công an giao thông cũng móc điện thoại quay cho cô chú anh chị rất là náo nhiệt, cho nên anh cũng quay một đoạn chắc là để làm kỷ niệm. Dạ cảm ơn 1227 cô chú anh chị đang xem rồi cô chú anh chị ơi, like chia sẻ mạnh đi cô chú anh chị. Tại rất là và em cũng đang đứng ở cái vị trí rất là ok để mà quan sát hết cái cảnh quay cho mọi người như lời đã hứa nha mọi người nha. Mọi người nói phải follow xe nha, follow xe cho em nha mọi người. Quận 7 đang trông chờ mẹ con sáu vào khoe dọn ra khỏi nhà Hồng Loan và tôi mừng lắm. Cảm ơn quận 7 nha. Mọi người quận 7 nhà bè có xem thì nhớ.